Chắc là mọi người chắc chưa có biết là anh đã từng đi bán vé số từ từ lớp 1 cho đến lớp 9. Như vậy luôn à? À, thiệt mà. Cho học ví dụ như ngành thiết kế thời trang đi, là một trong những ngành mà thứ nhất là nó mơ hồ, thứ hai là nó rất là xa xỉ. Chỉ nhà giàu mới học được thôi. Lúc đó anh cảm thấy anh bị nặng nề là tại vì hàng xóm người này thì biểu môi, người kia, tức là họ nhìn mình với một ánh mắt rất là dè xét. Dạ. Là anh chỉ học vẽ được 20 ngày đó. Vỏn vẹn 20 ngày đó. Để cho đi thi đại học. Để thi đại học. Xong đi thi điểm vẽ 9.75. Cái này gọi đậu là luôn. Gọi là cái gì ta? Đậu luôn. Học tài thi phận, cái phận quá là tốt luôn rồi. Bạn có bảo tồn như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải đảm bảo cái vẻ đẹp, cái tính thời trang, và cái tính thời trang đó nó phải tiệm cận với thời trang thế giới thì anh mới làm. Dạ. Còn nếu mà chúng ta cứ đi bảo tồn với những cái gì mà vốn dĩ từ trước đến nay nó cũng chỉ cứ như vậy. Dạ. Thì anh sẽ không làm. Anh sẽ cho nó vô bảo tàng. Anh làm để chi? Để tạo cảm xúc làm nghề cho học trò của anh. Dạ. Anh làm để cho những người tiêu dùng hoặc là khán giả, người ta thấy được một Việt Nam với một cái thủ công nó lộng lẫy như thế nào. Đúng không? Dạ. Và làm để hoàn thành cái lý tưởng của tuổi trẻ của mình. Mà anh đã nuôi dưỡng từ bao nhiêu năm nay?